Chào cặc gì mà chào. Đi mày thằng lồn sắp hè. Cặc muốn chơi tao chơi với mày. Ê thằng lồn này nói con cặc gì tao đó. Ủa? Trời ơi, tôi không muốn nói gì hết, không nói gì hết. Nó con cặc gì đó. Mày đạp dài tao giờ mày còn sống nữa hả? Mẹ mồm đi, nói chứ lão hãng có đánh thịt mẹ nữa. Con cặc tao nói mày đạp dài tao là mày đạp dài tao. Tao đạp dài tao là mày đạp dài tao. Mày đạp dài mày là mày đạp dài tao. Tao đạp mày dài mày đạp tao. Mày đưa tao 100 đồng tiền bồi thường này. Con cặc tao đéo trẻ. Con cặc tao thích đập mày luôn á cu. Đi mẹ thằng này. Con cặc mày đứng đó đi. Tao kêu bạn tao lên đụng má chơi với mày. Ủa đâu thằng nào? Đó lồn đó. Vô chơi đi. Tao muốn cái gì? Tao đù má. Kỳ vậy ta. Đù má phút vụ chơi đội chơi. Mình nó móc súng chơi mình làm sao? Tao bắn mày ai? Đi mẹ. Bây giờ phải làm sao đây? Chỉ còn cách hòa giải thôi. Anh bạn à, anh có thể tôi bú cua được không? Đồ má mày nói con cặc gì vậy? Anh để tôi bú cua một cái. Để anh bú cua tôi lại thế nào? Đồ má mày BD hả? Bú cua, 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 bú cua. Đồ má mày BD đứng gì? Đứng gần mày cái tao bị lây chết. Bú cua, bú cua, bú cua. Đồ má mày con cặc gì vậy? Anh bạn à, tôi có thể bú cua. Anh phía xa. Đồ má mày bú con cặc gì vậy? Gì vậy? Anh khỏe không? Em hâm mộ anh lắm á, em thần tượng anh lắm á. Cho em xin chụp chung với anh tấm hình được. Thôi vậy hả? Con cặc tao đéo chụp. Người nhà quê